Hello chào các bạn, bây giờ là gần 8 giờ tối giờ Cali. Có một tin rất là nóng hổi mà Việt Di Chúa muốn đưa cho các bạn. Tin về Tổng thống Donald Trump cách đây một tiếng đồng hồ đã ký lệnh ban, có nghĩa là không cho phép nhập cảnh 30 ngày đối với những nước từ châu Âu vì cái dịch Corona ở các nước châu Âu tăng lên rất là nhanh, đặc biệt những nước như là Ý, Đức, Pháp. Nên ông Tổng thống Donald Trump đã ký ngay cái lệnh này, cái lệnh travel ban từ châu Âu. Hầu như là hầu hết là các nước châu Âu trừ nước Anh thôi. Thì hiện giờ Anh Quốc chỉ có 400 trường hợp nhiễm virus Corona. Nên cái lệnh của ông Trump ký là travel ban từ các nước châu Âu, có nghĩa là những người nước ngoài đi từ châu Âu sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ từ nước Anh thôi. Cái lệnh đó sẽ có hiệu ứng á, có nghĩa có tác dụng ngay lập tức. Ông Trump có nói trong bài phát biểu của mình đó là các nước châu Âu đã không có phương cách nào để hạn chế cũng như kiềm hãm lại cái dịch coronavirus này mà đã lan tràn ở nhiều nước, đặc biệt là một rất nhiều ở Mỹ là hơn 1.000 ca nhiễm virus corona rồi, và trong những cái trường hợp mình nhiễm mới gần đây là một số người Mỹ mắc virus corona này sau khi đi du lịch từ châu Âu. Nên ông đã ký ngay cái sắc lệnh, tác dụng ngay lập tức, có nghĩa là cấm travel ban 30 ngày từ công dân từ các nước châu Âu. Có nghĩa là nếu mà nếu mà các bạn du lịch từ châu Âu mà bay thẳng qua Mỹ thì không có được rồi. Mà những người có thẻ xanh mà đi qua châu Âu rồi bây giờ về Mỹ lại là cũng gặp nhiều vấn đề. Vì nếu mà đã travel ban đã có tác dụng ngay lập tức thì các chuyến bay chắc chắn sẽ bị hoãn, và không các chuyến bay rất là hạn chế bay từ châu Âu qua Mỹ. Đây là tin nóng trong đêm nay khi mà ông Tổng thống Trump từ White House, Nhà Trắng, tuyên bố với lên đọc cho mọi người ở Mỹ về cái lệnh của ông về travel ban từ các nước châu Âu trừ nước Anh thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Chào tạm biệt.